đi tắm cư rồi. Mỗi lần về Việt Nam tay xách nách mang cái này đem xuống, từ trên lầu đem xuống nãy giờ vẫn còn đó. Hello, xin chào mọi người đang xem Tép Cuộc Sống Mỹ ha. Hôm nay là Tép đang chuẩn bị phụ với lại cha mẹ để mà bỏ đồ vô vali về Việt Nam mọi người ơi, thì Tép sẽ quay lại chia sẻ với mọi người xem cho vui ha. Hồi nãy giờ từ trên lầu đem sợ đồ xuống muốn hụt hơi luôn, vẫn còn đồ á mọi người. Bây giờ Tép quay thử coi cha mẹ có đồ gì với đồ gì ha. Ở đây có một chai rượu nè, nhưng mà nó sẽ mua thêm hai chai nữa. Rồi có cái này, dầu gió, dầu gió xanh hiệu con ó, rồi kem đánh răng, rồi giới, rồi quần áo. Gì vậy, cái gì vỏ vỏ bịch này là gì, cái gì tùm lum gì cha. Đó, thấy cực không? Cứ phạm đi, còn mày là 3-4 cái vali. Nói cái viên khiên vali thôi cũng khùng nữa. Rồi, cái này cái gì đây? Trời ơi, dầu thơm Dior. Dior rồi, đây nè. Dior mà mẹ cột vô trong cái bịch nè. Dior, rồi cái này cái gì đây? Trời ơi, dép. Rồi gì nữa, đáng lát nữa Tép quay từng chi tiết cho mọi người coi ha. Thử coi là cha mẹ Tép mua cái gì đem về Việt Nam để biếu bà con ở Việt Nam đây. Dầu nước xanh đó. Dầu nước xanh hả? Cho bà con dầu nước xanh hả? Hiệu con ó. Cái múa này chi nhiều vậy? Cái đó, quý thằng Louis nó đem vô nó bán, nhưng mà mua rẻ, mua đại. Đó. Để nữa xịt cầu. Cháu, cái này xịt người mà xịt gì? Cái này xịt người á. Xịt toàn thân, cũng thơm. Vẫn không mang, quên mang đồ nghề về Việt Nam ha. Ở bên đây là nhờ cái này mà không có tốn tiền hớt tóc nè mọi người. Coi như là mỗi tuần, 2 tuần hả cha. Mẹ sẽ hớt tóc cho cha một lần. Hớt cái gì, cạo đầu thì có. Cạo đầu một lần. Đem về Việt Nam đó. Cái bộ ly này đâu có ấy đâu. Cái đó, cái thác nó đâu rồi? Cái tên đâu rồi? Người kiếm rồi. Đây, mẫu hậu vừa ôm áo xuống quần xuống tiếp. Áo dài. Lên luôn đi. Thôi đây đây. Con không biết là có đủ chỗ để không đó. Con thấy là con bộ là ê hề đó. Cha là cho đứng bây giờ cho thấy là cho hết biết đường rồi. Hết biết đường làm. Nhìn thấy là lười biếng luôn rồi đó. Ngủ đi bái đồ đi để vô. Hồi nãy cha nói gì tim đập mũi đuổi rồi. Khiên đồ lên. Cùng ăn keo hết rồi, xin mượn cùng ăn keo lịch ra cái lộ chứ. Cùng ăn keo sao nè, đang đi lấy vô. Tim đập mũi đuổi. Dầu chắc vô cái nào. Chị Đại đó, giờ chị Đại bỏ vô nè. Quần áo qua đây nè. Cái này nó rộng. Còn mấy cái đồ nhỏ nhỏ là bỏ cái mấy cái đồ nặng vô. Sòm sòm thôi vậy chứ nó đâu có nhiêu, cũng nhẹ xìu nè. Giờ Tép làm camera thôi. Đứng nhìn thôi. Mày bỏ dầu chi bên vali gì mà à, cái này thì bỏ cái này bên đây. Cho cái này là cho hai cái này đi. Còn quần áo thì cái này. Tính như cũng được kệ đi. Cái đồ nặng thôi, đâu có chia ra tùm lum được. Cái này là đây. Cái đó cái gì vậy? Thuốc đau bụng hả? Thuốc uống. Rồi cái hồi lót lên mớ đồ mỏng nó lên. Còn giày nữa chứ, rồi đâu thấy giày đâu. Giày có rồi, nãy giờ đây nó này nha. Mình về Việt Nam thì mỗi vali như vậy mình sẽ được 50 pound ha. Mỗi người sẽ được 2 vali. Nói chung cha mẹ là được 4 cái vali. Và mỗi người được một cái vali xách tay là 15 pound nữa.
em muốn chăm là mấy có em tức còn mấy hộp đó đi mua thêm luôn rồi thuốc hôm qua đi mua đó. Tâm quá hết rồi đó thuốc không mua đấy hả thuốc đó hôm qua mà mua mà để đâu bánh kẹo đó không có cái hương gì lấy chưa hết nữa hả bánh kẹo kẹo rồi đem về cho mấy đứa cháu đây nè mấy cái hộp nó ra phải không đây là thơm rồi nó kèm cái gì đồ bánh kẹo nè đây là chị này chị chị chính ok thì bây giờ Tép sẽ để cái máy cho nó đứng ha rồi Tép phụ rồi nghe làm ha ok mẹ phải bỏ vừa đồ vừa cái đó nữa mới được mày bỏ cái đó không rồi nó quăng bể hết dư tao á biết đủ chưa rồi là nghiêm luôn nghiêm không luôn ấy thì phá phá luôn khỏi cái tăng tới tăng luôn được không dạ bây giờ cái mà ly thì không la vô quá kệ đi xong rồi nó la rồi rồi bỏ mẹ mọi người bên 60 mấy luôn 65 bao rồi cái gì vậy cái này nó chung một cái ly là 10 bao như ta quá trời ơi lấy dầu đi ở bên đây thì tem nó nặng đó đây là dầu đây nè dầu nó cũng nặng chứ bộ dầu cũng nặng ghê lắm chứ chưa đủ đâu bây giờ nữa đi tới dư 10 mấy pound lận mà lấy cái này nữa đi kéo nó xuống này chống mình phải canh đủ 50 pound thôi ha nếu mà dư thì sao bị phạt rồi canh đủ một cái vali 50 pound thôi đáng lấy ra là mình mua mấy cái thùng ở trong Home Depot á mình đóng rồi xong rồi mình quấn băng keo rồi này nọ thì mình sẽ đem được nhiều pound hơn mình đem vali thì nó ít hơn tại vì cái vali nó đã nặng một ít rồi cái đó đem ra như nó chắc được rồi cái đó 10 mấy pound nãy giờ bỏ được một cái vali rồi mọi người bây giờ bỏ vali kế tiếp rồi dầu thơm một lần mua về tắm dầu thơm hay sao đó, mấy cái này nó nặng chứ làm. Đi ó lăn cốp được không à thôi dầu thơm đâu lên đây nè cái này phải lấy băng keo bịch lại mới được không có để vậy được đâu để con làm mới được băng keo bịch lại băng keo vậy là phải tháo ở trong là được cho nó cứ gân rồi cho nó dụ chị phải lấy băng keo mới được chảnh cái băng keo nhỏ mà mình có chảnh băng keo nhỏ vô. Vali này là gồm có là dầu thơm, giày rồi dầu. Ủa mấy cái nhỏ đó mày để một cục bịch hết luôn hả? Thấy bịch kẹo vô đi. Kẹo ừ. Còn cái gì nữa mà để thật kìa. Với một chiếc găng là có đủ chưa? Chắc có đủ rồi đó. Nên tiếp vô đi. Và đây là cái vali kế tiếp. Ôi, cái gì? Hả? Cho hậu hầu đứa nó xài. Nó nhẹ xìu mà đi bỏ lại. Ok. Nặng nề gì đâu. Còn dư đồ quá trời luôn. Còn cái vali nữa. Không để đây. Đây là kẹo bánh này không mấy trang nữa. Còn nguyên bịch kẹo luôn rồi. Để nãy giờ rồi đó mà vẫn còn.
kẹo với mấy cái chai muối của mẹ kìa, mẹ bỏ mấy chai muối của mẹ vô đi. Đó, trong cái bịch kẹo đó. Còn nó kìa, kem nấm gặp, kem sức mặt gì còn tùm lum thôi, bỏ vô nó đi, kẹo nó bỏ vô đi, dọn gì nữa. Ngáo rồi, có lên kia cái nữa. Rồi, xong. Kết thúc câu chuyện. Đẩy vô, rồi. Xong rồi đó. Coi như đỡ lo rồi đó. Mừng rồi. Ok thì bây giờ Tép sẽ kết thúc video ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với gia đình nhà Tép ha. Chúc mọi người một ngày thiệt là vui vẻ ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.